Chào mừng anh em đã quay trở lại laptop AZ của mình anh nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tên rất là mới mẻ mà chưa từng có trong nhà Lenovo, đó chính là Gate Pro G5000. Và tất cả những cái yếu tố liên quan đến tầm giá, liên quan đến cấu hình mới mẻ của nó sẽ là cái thứ mà khiến cho nó đạt đến cái danh hiệu đó chính là phá đảo phân khúc phổ thông. Và tất cả những điều đó mình sẽ trình bày với anh em ngay sau intro. Một link sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em để có thể tham khảo. Mà đầu tiên mình nói luôn về cái vấn đề đó chính là cấu hình trong tầm giá. Mà cái tên này rất là mới mẻ và nhà Lenovo sẽ đặt ở cái mức đó chính là 24 triệu với một cấu hình đó chính là i5Z13 13500H với 12x16 luồng và mức TDP rơi vào khoảng 95W. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ có card đồ họa đó chính là RTX 4050 và cái mức TGP cũng rơi vào khoảng 95W luôn. Chúng ta cũng sẽ có sẵn 16GB DDR5 và chúng ta sẽ có một TSSD. Sau khi nghe qua cái phần thông số này thì mình nghĩ là chiếc máy này sẽ hơi thua thiệt với một số những cái mẫu sử dụng RTX 4000 series như kiểu là Neutron Phoenix hay là TUFDAT M15 phiên bản 2023 hay thậm chí là cả Dell G16 với cái mức TGP của 4050 là 140W. Nhưng khi mình test thực tế thì cái mức 95W này thực ra lại là một cái mức rất là lý tưởng dành cho những cái tựa game mà anh em chơi ở chiếc máy này. Nên mình thoại và CSGO là một trong những cái tựa game mà yêu cầu FPS rất là cao và cái mức TGP nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà cái mức 95W của 4050 trên Geek Pro G5000 vẫn rất đảm bảo cho anh em. Với lên mình thoại là gần 500 FPS, còn với CSGO vẫn sẽ đảm bảo được cái mức là gần 300. Tiếp theo đến thì với những cái tựa game nặng như kiểu Halo Infinite hay là Shadow the Tomb Raider thì cái mức 95W này là cái mức cực kỳ lý tưởng để giữ cho cái FPS rất là ổn định và trên 60. Và cái lý do cho cái điều này thì kênh mình cũng đã làm một cái video liên quan đến 4000 series để giải thích cho vấn đề này rồi. Anh em cũng có thể tham khảo qua. Cùng với đó là một cái tính năng nữa mà luôn luôn được nhà Lenovo giữ ở tất cả những cái mẫu máy là gaming, đó chính là Max Switch. Thì anh em vào phần Lenovo Fanpage là có thể tìm thấy luôn. Ngoài ra thì mình cũng có test thêm một số những bài test nữa và cho ra một cái điểm số cũng rất là hài lòng đối với bản thân mình với cái mức TDP này. Thì về cơ bản 140W hay 95W thì sẽ là một cái mức điện mà khiến cho 4050 có thể hoạt động một cách tốt nhất. Còn nếu mà thấp hơn ở những cái phiên bản mà mình thấy rằng nó có thể bị kéo xuống tầm khoảng 75W thì đây sẽ là một cái mức mà khiến cho cái sự khác biệt giữa những cái tựa game hay những cái tác vụ mà mình đã test ở những cái bài test ở đây nó sẽ có một cái mức ảnh hưởng nhất định. Và đó là xong cái phần đảm bảo về hiệu năng với RTX 4050 với 95W TGP. Một cái yếu tố nữa khiến cho chiếc máy này có thể phá đảo phân khúc phổ thông đó chính là màn hình được nhà Lenovo trang bị ở đây. Đó chính là chiếc màn hình rất là đẹp với cái độ phân giải là 2K với tần số quét là 165Hz với tấm nền là IPS và một cái phổ màu rất là đẹp luôn mà những cái mẫu máy thuộc phân khúc phổ thông như kiểu IdeaPad Gaming 3 của nhà Lenovo không có. Đó chính là 99% sRGB, 77% Adobe RGB cùng với đó là 77% DCI-P3 cùng với một độ sáng rất cao đó chính là 405 nit và độ tương phản là 1000:1. Và cuối cùng đó chính là mức delta E thì mình thấy rằng nó hơi cao một chút so với những cái mẫu như kiểu Legion 5, đó chính là 3.4 delta E. Thì cái này cân lại màu được, có thể khắc phục được. Còn tất cả những cái thông số về phổ màu, về độ sáng màn hình đều là hoàn hảo ở trong cái tầm giá 24 triệu này. Để tương tác màn hình thì chúng ta không thể nào bỏ qua được bàn phím và touchpad, đúng không ạ? Bàn phím của nhà Lenovo vẫn rất là quen thuộc với cái hành trình phím không sâu nhưng mà cái độ nảy và độ phản hồi rất là tốt. Cùng với đó là cái layout phím gần như là được giữ nguyên từ những cái phiên bản Legion 5 hay là IdeaPad Gaming 3, khiến cho anh em nào fan Lenovo không bị bỡ ngỡ khi sử dụng lại. Cùng với đó là phím điều hướng vẫn được giữ nguyên cái mức size đó chính là rất to, khiến cho anh em nào chơi những tựa game liên quan đến phím điều hướng nhiều như kiểu đua xe hay là FIFA Online 4 hay là thậm chí là PES 2023 đều rất là phù hợp để chơi những tựa game này. Và touchpad cũng là một điểm cộng khi năm nay Gate Pro G5000 sẽ là phủ nhựa mịn chứ không là còn nhựa bình thường như là IdeaPad Gaming 3 khiến cảm giác lướt rất là rít. Mà chưa kể đến cái phần không gian sử dụng của chiếc touchpad này cũng rất là to, khiến cho những anh em nào làm tác vụ văn phòng cũng sẽ rất là phù hợp. Với tất cả những cái điều mà mình vừa liệt kê ở trên thì đây là một cái bước tiến rất lớn dành cho nhà Lenovo với cái mẫu laptop gaming phổ thông mang tên Gate Pro G5000 này, bỏ xa IdeaPad Gaming 3 và gần như tiệm cận được với Lenovo Legion 5 rồi. Nhưng một điểm nữa khiến cho anh em có thể rất hài lòng về chiếc Gate Pro G5000 này đó chính là thiết kế và chất lượng hoàn thiện của mẫu máy năm nay. Đầu tiên đó chính là ngôn ngữ thiết kế. Toàn bộ cái phần khung dưới này sẽ rất giống với chiếc IdeaPad Gaming 3 phiên bản 2022 mà mình đã từng cầm. Còn cái mặt lưng thì lại là mặt lưng của nhà Legion 5. Thì cái ngôn ngữ này mới đầu mình thấy là khá là lấn cấn khi mà kết hợp cả hai vào. Nhưng mà đây chính là cái điều mà khiến mình ưng ý, đó chính là cái khung nhựa của IdeaPad Gaming 3 2022 được làm rất là chắc chắn rồi. Và chiếc Gate Pro này được sở hữu thì nó cũng sẽ chắc chắn và được đảm bảo cái mức độ như thế với cái tính flex này. Anh em mình đã thử với tất cả các mặt rồi. Còn với đó cái mặt lưng này
thì nó sẽ là một cái sự đơn giản đến hơi thái quá một chút, để khiến cho anh em nào mà sử dụng ở những cái không gian mà nó quá đông người như kiểu văn phòng hay là quán cà phê thì sẽ không gây quá nhiều sự chú ý. Mà chưa kể đến thì cái bản lề, anh em có thể thấy là cái bản lề kép kiểu cũ này của nhà IDFast Gaming 3 thì mình thấy rằng có một số anh em chê rất là nhiều. Và cái điểm này cũng là cái điểm cải thiện nhà Lenovo năm nay luôn. Nó rất là chắc, và mình khi mình sử dụng mình đây, mình gập mở như thế này thì gần như cái độ rung lắc nó sẽ không bị xảy ra như cái phiên bản IdeaPad Gaming 3 của 2022. Cùng với đó là tất cả những cái phần viền máy đều được bo rất là chỉnh chu, mình sờ nắn và gần như không có một cái cảm giác lấn cấn nào, ngoại trừ cái điểm này. Cái điểm ở khe tản nhiệt này sẽ là cái điểm G khiến giúp cho anh em tháo máy ra để nâng cấp dễ dàng hơn. Một cái điểm tinh tế nhà Lenovo ấy chứ. Một vấn đề nữa cũng được nhà Lenovo giữ nguyên, đó chính là số lượng cổng kết nối rất là đầy đủ. Với phía đằng sau chúng ta sẽ có một cổng sạc này, một cổng HDMI 2.1, chúng ta cũng sẽ có một cổng mạng LAN và hai cổng USB-A nữa. Tiếp theo đến thì phía bên trái chúng ta sẽ có một cổng C 4.0 nhưng mà không tích hợp Thunderbolt. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một jack tai nghe 3.5 ở phía bên trái này. Còn phía bên phải thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng A 3.2 nữa với tốc độ truyền tải rất là cao. Và chúng ta hãy cùng mở chiếc Geek Pro G5000 này ra để xem bên trong có gì. Và đúng như cái kỳ vọng của mình, rất giống với chiếc IdeaPad Gaming 3 từ phía bên ngoài và bên trong, thì chúng ta cũng sẽ có luôn hai khe SSD ở đây, một ở đây và một bên cạnh cái cáp loa này. Và chúng ta cũng sẽ thay thế được cáp Wi-Fi ở đây. Phía bên dưới này thì mình thấy là đã có một tấm tản nhiệt trên này rồi. Thì ở dưới này cũng có hai thermopad luôn, dành cho hai thanh RAM 8GB DDR5 sẵn ở đây. Về bộ tản nhiệt thì nó xanh xanh đen đen giống cái phiên bản IdeaPad Gaming 3 với cái chip là AMD của năm 2022. Quạt năm, nhưng mà mình thấy quạt thì to hơn một tí và nó có một cái khe để tản gió ở cái góc này. Nhưng mà năm ngoái IdeaPad không có, và ống đồng năm nay cũng đã dày hơn và to hơn rất là nhiều. Thỏi pin thì chúng ta cũng sẽ có thỏi pin hình như là 2 cell với cả 60Wh. Và mình có test thử hình như là dùng được khoảng 4 cho đến 4 tiếng rưỡi nếu mà với cái tác vụ màn hình mà không mắc độ sáng. Thì đó là về toàn bộ phía bên trong của chiếc Geek Pro G5000 này. Tổng kết lại về chiếc Geek Pro G5000 này thì chúng ta sẽ có những cái gì để khiến cho chiếc máy này có thể phá đảo phân khúc phổ thông. Đầu tiên là cái điểm chê, đó chính là chất liệu vẫn làm từ nhựa. Nhưng mà cái nhựa này là cái nhựa được cải thiện từ IdeaPad Gaming 3 và lấy một chút từ Legend 5 xuống, cho nên nó rất đảm bảo về độ bền bỉ. Tiếp theo đến là cấu hình. Mặc dù cái mức điện năng của 4000 series, cụ thể là 4050 ở trên chiếc máy này chỉ còn có 45W, rất nghe thì rất là thua thiệt với 140W mức mắc ở trên những cái mẫu laptop như kiểu Nitro 5 Phoenix hay là TopDAT M15 hay thậm chí là cả Helios 300 sắp tới đây mình sẽ review, thì gần như là cái hiệu năng không chênh lệch quá là nhiều, nó vẫn sẽ ở một cái mức mà khiến cho anh em thỏa mãn. Với cuối cùng đó chính là cái phần màn hình được nhà Lenovo trang bị vào đây với một cái độ phân giải là 2K với một độ sáng là hơn 400 nit, cùng với đó là một cái phổ màu rất là tuyệt vời. Thì đây tất cả là những cái yếu tố mà mình nghĩ rằng chiếc Geek Pro G5000 này sẽ là một cái mẫu máy mà khiến anh em xứng đáng bỏ tiền ra để mua ở cái tầm từ 24 cho đến 25 triệu. Nếu anh em thấy video này có ích, hãy để lại một like, một share cũng như một subscribe cho kênh Laptop AZ. Và mình là Ninh nhé, hẹn gặp lại anh em trong những video review lần sau. Bye bye.